cũng chẳng bằng chó. Thưa quý vị, câu chuyện chỉ đến đó, nhưng bây giờ nó lại có một cái phụ bản người ta thêm thắt, và chúng tôi giới thiệu cái phần sau đây là phần thêm. Khi đó ông chủ tịch xã hỏi: thế thì chú kinh doanh những cái loại chó gì? Thì Cao Như Đảng nói: thưa bí thư, ở đây nhà em chỉ kinh doanh hai loại chó thôi, đó là chó Trung Quốc và chó Việt Nam. Bí thư hỏi: thế nào mà chú lại phân biệt được đâu là thịt chó Việt Nam, đâu là chó Trung Quốc? Cao Như Đảng trả lời: dạ, chó Trung Quốc thì nó toàn chó móng ra ngoài sủa bậy, nó chuồn sủa và cắn chó Việt Nam. Con chó Việt Nam thì chúng nó chỉ biết cắn nhau ở trong đàn, con nọ cắn con kia, trộm cướp vào nhà thì chúng nó im re, chẳng thấy sủa hay cắn ai cả. Mà bọn chó trong đàn nó chỉ giỏi tranh nhau còn cái bọn chó Việt Nam nó chỉ giỏi tranh nhau giành ăn. Nhưng một cái đặc điểm chung của chó Trung Quốc, chó Việt Nam là chúng nó hay ăn cướp người anh ạ. Bí thư nói: chú nói hỗn. Cao Như Đảng thấy bí thư nổi giận vội vàng: ôi bí thư, hoàn cho em, cách biển em đã giải thích rồi. Còn cái chuyện chó Trung Quốc và Việt Nam, chúng không hề trung thành, chủ chúng nuôi mà chúng quay ra cắn lại chủ. Hơn nữa loài này hiện nay đang sinh sôi nảy nở đông lắm, đặc biệt ở thành phố thì đông vô kể. Ở Việt Nam mình ngày đầu cũng khoảng 5 triệu con chó rồi. Bí thư ạ, có lẽ phải thịt bớt đi. Thưa quý vị, một cái đảng cầm quyền, một cái đảng độc tài toàn trị duy nhất hợp pháp, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính đảng duy nhất, vậy mà người dân người ta nói không bằng chó. Và thưa quý vị, đi vào cái bài bình luận của nhà báo Nguyễn An nói về cái công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: càng chống tham nhũng càng gia tăng. Tại sao lại có cái kết quả như vậy? Thưa quý vị, theo tác giả Nguyễn An, nói về những thành tựu chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra các cái kết luận vào cuối tháng 1 năm 2022 vừa qua. Theo đó có 7 hội nghị toàn quốc triệt để triển khai, 16 những cái quy định kết luận của Ban Bí thư của Bộ Chính trị về kết quả và các cái biện pháp chống tham nhũng chưa hết Quốc hội Việt Nam còn thông qua, 9 luật Chính phủ và Thủ tướng ban hành, 144 nghị định, 40 quyết định các bộ ban ngành trung ương ban hành, hơn 700 thông tư về việc chống tham nhũng. Và cái kết quả đạt được là người ta đã kỷ luật 618 đảng viên do tham nhũng cố ý làm trái, tăng 132 so với năm 2020, trong đó có 32 trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tức là các cán bộ lãnh đạo cấp cao. Theo tác giả Nguyễn An, với cái cách chống tham nhũng bằng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận vân vân và vân vân, đặc biệt sử dụng các vấn đề cải tạo tư tưởng đạo đức của quan chức Việt Nam, tuyên bố ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng. Đơn giản hỏi ông có nhớ được hết các cái quy định về chống tham nhũng do ông ban hành hay không? Theo tác giả, tôi nhận ra ba điều. Một là tham nhũng xảy ra ở tất cả các lĩnh vực, tất cả các cái bộ ngành của nhà nước, kể cả trong quân đội và kiểm sát, tòa án, công an. Tham nhũng xảy ra từ cấp thấp đến cấp cao nhất. Vấn đề thứ hai, có quá nhiều văn bản pháp luật về chống tham nhũng, quá nhiều cuộc hội họp và các cái cuộc hô khẩu hiệu chống tham nhũng, mà theo tác giả, tôi cam đoan không có một ai, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng, có thể nhớ hết và phân định rạch ròi hệ thống pháp luật liên quan tới chống tham nhũng gồm những cái điểm gì. Vấn đề thứ ba, theo tác giả, mặc dù rối ren về hình thức, nhưng tất cả đống giấy tờ đó cũng như các cái phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư kiêm trưởng ban phòng chống tham nhũng, nó lại thống nhất một cái kỳ lạ ở một điểm, đó là chúng hoàn toàn không đề cập tới nguyên nhân mấu chốt nền tảng của vấn nạn tham nhũng ở Việt Nam hiện nay. Tại sao Nguyễn Phú Trọng không tìm hiểu cơn cớ gì mà cái hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay, các cái quan chức đảng viên người ta dễ tham nhũng và buộc phải tham nhũng đến như thế? Theo tác giả, các quan chức đảng viên Việt Nam người ta ăn từ con lăng quăng ăn đi. Mà theo tác giả, có một cái vụ tham nhũng mới nghe thì rất buồn cười, đó là cái câu chuyện trong năm 2016-2020, Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành, Tây Ninh được người ta giao cho tổ chức xịt thuốc muỗi
Vậy mà cái nhóm cán bộ nhân viên ở thị xã này, người ta đã kê khống số người thực tế tham gia diệt long quăng bằng cách kê khống số người tham gia lên gấp 10 lần, tức là 7 người thành 76 người. Thậm chí có những việc họ đề xuất nhưng họ không làm, nhưng họ thanh toán và xui cho họ là sau đó dịch xuất huyết không bùng phát nên họ không thể đi diệt long quăng được nữa và càng không có cơ hội bù và kê khống. Cái số tiền người ta tham nhũng tạm ứng trước một năm, những cái câu chuyện nhỏ nhặt vừa kể chỉ vài chục triệu đồng, vậy mà các cái quan chức cấp xã người ta cũng tham nhũng, nghĩa là người ta sẵn sàng ăn từ con lăng quăng ăn đi. Và nếu hỏi tại sao bộ máy chính quyền lại ăn không sót một cái thứ gì của dân, thì chắc chắn một cái câu mà dư luận xã hội sẽ trả lời cho Nguyễn Phú Trọng là: làm nhà nước mà không ăn thì lấy tiền đâu ra để sống. Bởi vì lương thủ tướng, lương của bộ trưởng cũng chỉ xem 15 triệu đồng cho một tháng, lương của các công chức chỉ khoảng 5-6 triệu đồng cho một tháng. Vậy mà lương thấp nhưng quyền hạn thì trùm đất trùm trời, từ con lăng quăng đến con khủng long, cái gì cũng trong cái cơ chế xin cho, cái gì cũng cần phải cho phép, cần được duyệt, cần được thông qua, thì không sớm thì muộn, tất cả là phong bì. Vấn đề đầu tiên là tiền đâu. Vậy mà trong tất cả các cái văn bản phòng chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam không có một chữ nào nói đến sự bất hợp lý giữa mức lương và quyền hạn của hệ thống cầm quyền. Điều đó cho thấy ông Trọng và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam né hẳn nguyên nhân mà hô hào các cái giải pháp mà theo tác giả Nguyễn An rặt một cách hình thức đạo đức không tưởng, nó lặp đi lặp lại trong suốt vài chục năm nay, và hiệu quả của nó dĩ nhiên là bằng con số 0. Bởi vì chẳng có quan tham nào vì nâng cao phê bình hay tự phê bình mà họ có thể dừng cái hành vi tham nhũng của họ cả. Cũng chẳng có cái sự giám sát nào có hiệu lực khi đường dây tham nhũng đã bao gồm cả những người cầm cán cân công lý như công an, kiểm soát, tòa án. Thậm chí những cái cán bộ đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam đã phát biểu: chống tham nhũng thì chúng tôi chết trước. Thậm chí mới đây trong quyết định số 32 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại đẻ ra thêm một cái ban chỉ đạo trung ương nằm trên đầu luật pháp, bởi vì đưa vụ án nào vào án điểm lại do cái ủy ban đó chỉ đạo, chứ không phải là người ta thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Mà theo tác giả, công việc của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng nó được ghi rõ là trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ việc tham nhũng, là điều mà tác giả cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng tự tay vả vào mặt, thế mà không đau hay sao? Và lấy cơ sở nào để đảm bảo chính những người trong ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng mà Nguyễn Phú Trọng đứng đầu không bao giờ tham nhũng? Lấy căn cứ gì để trao một cái quyền hạn tối thượng như vậy vào tay những cái con người cụ thể lại là nhóm người rất ít ỏi, và những người này lại có quyền lực tham nhũng rời bể hơn ai hết? Thậm chí dư luận xã hội cho rằng những cái kẻ nằm trong ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng mới là trùm cuối, từ nay cứ chạy thẳng lên ban này cho tập trung để thoát tội, chứ việc gì phải chạy lung tung cho mất thời gian. Mà theo tác giả, ông Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam họ biện minh kiểu gì cũng không thuận, vì những cái điều vừa kể cho thấy họ hồ thượng tôn luật pháp nhưng họ vẫn nghiễm nhiên ngồi trên pháp luật. Tóm lại, sách lược chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghe bên ngoài thì có vẻ quyết liệt vì dân, những thực chất bên trong nó chỉ tốn giấy mực, thời gian họp hành, thêm những chi phí cho hiệu triệu chém gió mà thôi. Và thưa quý vị, lâu nay ai ai cũng biết tư duy chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhiều điều phải bàn, đặc biệt Nguyễn Phú Trọng ứng xử với các cái vi phạm pháp luật một cách thiếu kiến thức. Ví dụ như kết thúc đại 13, trong cái cuộc họp báo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt vấn đề xách một cái vali đô la đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để hối lộ. Theo Nguyễn Phú Trọng, tôi được báo và tôi đến. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, Tổng Bí thư xử lý như thế nào, tức là yêu cầu chủ nhân chiếc vali đó mở ra thấy đô la. Ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đóng vào và nói: anh cầm chiếc vali này về đi. Và điều đó nó khiến cho dư luận sợ nghi ngờ. Ông Nguyễn Phú Trọng đã bảo với chủ nhân chiếc vali đó mang chiếc vali về đâu, hay là mang về nhà ông Nguyễn Phú Trọng.
Và thưa quý vị, trong các bài nói chuyện trước đây, chúng tôi đã nói đó để quý vị thấy một cái cùng cách chống tham nhũng của một người đứng đầu đảng mà ý thức về luật pháp rất kém, thì nó là nguyên nhân không thể thành công. Vì như quý vị đã biết, cái gốc tham nhũng ở Việt Nam nó đã ăn quá sâu vào hệ thống, nó đã lan quá rộng trên mọi mặt của xã hội. Và cái việc kiểm soát vấn đề phòng chống tham nhũng ở Việt Nam, ban lãnh đạo của đảng chính phủ đã tỏ ra vô hiệu hóa, nhưng bất lực, dù rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã đẩy mạnh cải cách để triệt tiêu những cái thể chế tạo ra và dùng giữ điều kiện cho tham nhũng, đó là cái vấn đề quyền lực, đất đai, đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, vân vân và vân vân. Nhưng mà vì thiếu ba cái phương tiện chúng tôi đã nêu, nên ông Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không giải quyết được vấn đề này một cách triệt để, mang tính gốc rễ, mà cuối cùng nó lại đẻ ra một cái tổ chức để chống, thì không thể nào chống được tham nhũng. Bởi vì có bịt lỗ này nó sẽ phun ra lỗ khác, thậm chí còn nhiều lỗ khác hơn. Sau một cái sự duy trì của Nguyễn Phú Trọng khi cho rằng công tác chống tham nhũng cụ thể là nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo ông Trọng, chúng ta chống tham nhũng nhưng đấu tranh ngoài việc có lý còn phải có tình, để tất cả các đồng chí của chúng ta cùng tiến lên, chứ không cốt kỷ luật nhiều mới là tốt. Quan trọng nhất theo ông Trọng là bước đầu phải nhóm lên được cái lò, tạo thành hơi ấm, thì khi đó củi khô, củi tươi đưa vào cũng phải cháy hết. Theo Nguyễn Phú Trọng, không phải cứ kỷ luật mà không tính toán kỹ rồi mai kia lại gây ra ân, ra oán, ra thù, rồi trở thành các cái phe phái làm rối nội bộ, thì điều đó là một điều không nên. Thưa quý vị, những cái sự thất bại trong cái công tác tổ chức Ban Nội chính Trung ương với người đứng đầu và ông Nguyễn Bá Thành đã nhanh chóng bộc lộ, và cuối cùng người ta đã phát hiện ra Bào Thành Thiền Nguyễn Bá Thành không phải là người trong sạch. Nhưng quý vị đã biết, sau khi Nguyễn Bá Thành qua đời thì dư luận xã hội mới ngã ngửa ra, vì trước đây người ta đã bị Nguyễn Bá Thành với những tuyên bố vang trời cho rằng sẽ tiêu diệt tham nhũng ở Việt Nam và sẵn sàng hốt hết, bỏ vào tù hết. Và cuối cùng Nguyễn Bá Thành là một trùm tham nhũng. Như quý vị đã thấy, trong cái phiên xét xử Vũ Nhôm và các cái lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng, Vũ Nhôm đã chỉ ra tất cả là tôi tuân lệnh của Nguyễn Bá Thành. Thậm chí người ta còn khai ra ông Nguyễn Bá Thành đã cho những cái tay chân mua những cái công sản, rồi sau đó bán lại cho Vũ Nhôm để lấy lời. Đó là lời khai của Chủ tịch Trần Văn Minh và một số thuộc hạ của ông Trần Văn Minh khi có những sai phạm liên quan tới việc bán công sản ở Đà Nẵng. Và đó là lý do tại sao, thưa quý vị, Nguyễn Bá Thành khi qua đời có một khối tài sản người ta cho rằng có tới hàng ngàn tỷ. Và thưa quý vị, có một chuyện, đó là Nguyễn Bá Thành trước khi ra Hà Nội nhận lệnh của Nguyễn Phú Trọng đã kịp thời đưa con trai của Nguyễn Bá Thành là Nguyễn Bá Cảnh lên làm bí thư thành đoàn Đà Nẵng để dọn đường vào bắt đầu cái sự nghiệp chính trị cho con trai mình. Và thưa quý vị, chỉ có những cái người cùng hội cùng thuyền với Nguyễn Bá Thành, đó là các cái chủ tịch thành phố hay Vũ Nhôm, mới hiểu được bàn tay của trưởng ban phòng chống tham nhũng, một cái người được ông Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, nó đã dơ bẩn như thế nào. Và cuối cùng, như quý vị đã thấy, cái việc ông Nguyễn Phú Trọng thành lập ra Ban Nội chính Trung ương và coi đó là một cái biện pháp chủ yếu để chống tham nhũng, cuối cùng đã hoàn toàn thất bại và phá sản. Hơn thế nữa, cái Ban Nội chính Trung ương làm việc không công khai, minh bạch và mang tính phe phái. Và những cái hoạt động ráo riết của trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trong những ngày này, quý vị đã thấy rõ điều đó. Thưa quý vị, cái ban thứ hai mà ông Nguyễn Phú Trọng lập ra, đó là Ban Kinh tế Trung ương, cũng hoàn toàn thất bại như Ban Nội chính. Thậm chí Ban Kinh tế Trung ương đã bị ông Nguyễn Phú Trọng biến thành một cái vườn trẻ để nhốt các cái quan chức chờ kỷ luật, trong khi các cái nhiệm vụ chính của Ban Kinh tế Trung ương được phục hồi khi đó theo chỉ thị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm các cái nhiệm vụ: thứ nhất, chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các cái đề xuất xây dựng đường lối chủ trương về mặt kinh tế; vấn đề thứ hai là thẩm định các cái đề án về kinh tế xã hội trước khi trình lên Bộ Chính trị và Ban Bí thư; nhiệm vụ thứ ba của Ban Kinh tế Trung ương sẽ giúp cho Tổng Bí thư và Bộ Chính trị nắm tình hình, kiểm tra
giám sát việc thực hiện nghị quyết chủ trương của Đảng. Nhưng thưa quý vị, người ta nói, thực ra ông Nguyễn Phú Trọng sử dụng Ban Kinh tế Trung ương để giám sát chính phủ trong các hoạt động kinh tế. Và rõ ràng thưa quý vị, có một câu hỏi đặt ra, nếu Ban Kinh tế Trung ương có hai nhóm nhiệm vụ như vừa kể, đó là nghiên cứu đề xuất các chính sách và giúp Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong việc kiểm tra và giám sát, thì theo giới phân tích, vấn đề đặt ra là nếu nhiệm vụ chỉ có là nghiên cứu, tại sao không giao cho các cái trường đại học hoặc các cái viện nghiên cứu để làm việc đó, mà phải bày ra thêm một cái ban đảng. Vấn đề quan trọng hơn là nhân sự của các cái ban đảng thì như chúng ta đã biết, hầu hết là những nhân vật đang chờ bị kỷ luật, thậm chí bị chờ truy tố thì được điều về Ban Kinh tế Trung ương. Và đó là lý do người ta nói Ban Kinh tế Trung ương của Nguyễn Phú Trọng đặt ra chỉ với mục đích duy nhất muốn soi bụng đôi mắt cú vọ của Đảng vào nền kinh tế dưới sự quản lý của chính phủ mà thôi. Thưa quý vị, nói đến ông Nguyễn Phú Trọng thì phải nhắc đến một cái tinh thần thượng tôn luật pháp của Tổng Bí thư. Ở đây chúng tôi không nhắc đến cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng có những cái phát biểu đánh giá thấp cái tầm quan trọng của hiến pháp, khi ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng hiến pháp là một cái văn bản, là một cái bộ luật quan trọng đứng sau nghị quyết của Đảng. Đó là những cái nhìn nhận sai lầm. Và đó là lý do tại sao Nguyễn Phú Trọng trong quá trình lãnh đạo và điều hành đất nước luôn luôn phạm những cái sai lầm. Mới đây nhất, như quý vị đã biết, sau đại 13, dù rằng Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố kiên quyết không sửa điều lệ Đảng, trong khi Nguyễn Phú Trọng lại ngồi vào một cái nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Và điều này đã làm cho dư luận xã hội cũng như nhân dân bàn tán về cái hành động được cho là lộng quyền của Nguyễn Phú Trọng. Và đó là lý do người ta nói điều lệ Đảng bây giờ đối với Nguyễn Phú Trọng có lẽ chỉ là một cái văn bìa. Còn cái việc điều lệ Đảng nói thế nào là một chuyện, còn ông Trọng thích làm thế nào là một chuyện khác. Đó là một điều hết sức bình thường, không có gì phải quan tâm cả. Thưa quý vị, nhưng theo giới phân tích, ông Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra một cái tiền lệ cho sự lộng quyền nối tiếp lộng quyền. Có nghĩa là điều lệ Đảng quy định bắt buộc các cái đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, không phân biệt là lãnh đạo hay đảng viên bình thường, phải nghiêm túc thực hiện một cách nghiêm ngặt, đầy đủ và toàn diện. Song Nguyễn Phú Trọng tự cho mình một cái quyền mà người ta thấy ông thích chèn ngang thì ông cứ chèn. Nguyễn Phú Trọng có thể tạo ra một cái tiền lệ xấu, quyền lực phá vỡ luật lệ. Thậm chí quyền lực của Nguyễn Phú Trọng đã phá vỡ điều lệ Đảng. Và điều này là một cái điều hết sức bình thường. Và nếu như ông Nguyễn Phú Trọng tạo ra một cái vấn đề cho những cái lãnh đạo sau này, ai muốn chèn ngang rồi cũng làm nhân sự như kiểu như vậy, thì Đảng Cộng sản Việt Nam có trở thành một cái tổ chức có kỷ luật hay không? Và rõ ràng hôm nay ông Trọng phá điều lệ Đảng được, thì ngày mai Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, kể cả Nguyễn Xuân Phúc, thậm chí cả Võ Văn Thưởng cũng phá được. Và điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam nó không còn một cái giá trị gì mang tính kỷ luật. Trong khi, thưa quý vị, điều lệ Đảng phải hiểu là luật của một tổ chức đảng phái chính trị. Nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng tự cho mình một cái suất đặc biệt, thậm chí siêu đặc biệt, không có căn cứ, trái luật, thì ai cũng biết đó là những người đứng sau quyết định đó họ ban hành để lấy lòng ông Trọng. Lẽ ra ông Trọng phải bị xử lý nghiêm, tuy nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam không dám xử lý ông Trọng. Một cái vấn đề mà dư luận xã hội cảm thấy không hài lòng, đó là Nguyễn Phú Trọng luôn luôn nói một đằng làm một nẻo, trong khi Nguyễn Phú Trọng thì nói với các đồng chí cũng như nhân dân rằng chúng ta là lãnh đạo, chúng ta phải làm gương. Và nhân dân cho rằng lẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng nói câu đó thì Nguyễn Phú Trọng cần phải làm gương nghiêm chỉnh trong việc chấp hành điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể là điều 17, không cho phép Tổng Bí thư giữ hai nhiệm kỳ liên tiếp chức vụ quan trọng nhất ở trong Đảng. Và thưa quý vị, không thể không nhắc đến cái việc hành xử phi pháp của Nguyễn Phú Trọng. Nếu như Nguyễn Phú Trọng mà hiểu về luật pháp, thì Nguyễn Phú Trọng trong cái cuộc họp báo sau khi kết thúc đại 13 đã không mang cái câu chuyện khoe khoang việc Nguyễn Phú Trọng đã xử lý một cán bộ cao cấp mang một cái vali có nhiều triệu đô la trong đó đến hối lộ cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Và người ta cho rằng đó là cái chuyện ông Nguyễn Phú Trọng bịa ra để kiếm chuyện làm quà, để tỏ ra mình là người trong sạch. Nhưng thưa quý vị, về cái kiến thức về pháp luật của Nguyễn Phú Trọng quá kém cỏi, đó là lý do ông Nguyễn Phú Trọng không biết rằng
mình đã vướng vào một cái tội danh che giấu tội phạm hay không tố giác tội phạm. Vì rõ ràng, thưa quý vị, chuyện một cá nhân đem tiền hối lộ đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó Nguyễn Phú Trọng lại cho phép gói ghém mang về, hoàn toàn không có các biện pháp xử lý. Đó là một cái hành động hoàn toàn trái luật pháp. Nhưng Nguyễn Phú Trọng lại không hay, mình không biết điều đó. Và đó là lý do người ta đặt câu hỏi với luật pháp thì Nguyễn Phú Trọng như vậy. Thì liệu đảng pháp, tức đảng luật, điều lệ đảng thì Nguyễn Phú Trọng có biết hay không? Thưa quý vị, kể tội Nguyễn Phú Trọng thì kể hàng năm không hết. Bởi vì Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn không có khái niệm về pháp luật, đặc biệt ý thức tuân thủ pháp luật. Và thưa quý vị, trong cái lần khai mạc một cái tuyến xe buýt ở nội thành Hà Nội, Nguyễn Phú Trọng và Hoàng Trung Hải bước lên xe bằng cái cửa mà rõ ràng bên cánh cửa ghi dòng chữ cửa số. Điều đó cho thấy một cái người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam không có ý thức tuân thủ luật cũng như pháp luật. Điểm thứ hai là cái trường hợp đặc biệt của Nguyễn Phú Trọng sau đại hội 13. Thì Nguyễn Phú Trọng đã quá nhiều đặc biệt. Đại hội 12 cũng đã một cái trường hợp đặc biệt. Rồi đại hội 13 cũng lại một cái trường hợp siêu đặc biệt để ngồi tiếp ghế Tổng Bí Thư. Và cái sự vi phạm liên tiếp hai lần. Điều đó có thể khẳng định Nguyễn Phú Trọng cố tình xé bỏ điều lệ đảng. Bởi một lý do đơn giản là Nguyễn Phú Trọng tham quyền cố vị mà thôi. Thưa quý vị, đó là lý do tại sao giới phân tích quốc tế cho rằng một cái người không có tài, thiếu đức độ, đặc biệt vấn đề hiểu biết pháp luật là một cái lỗ hổng của thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay, thậm chí là một lỗ hổng chết người của hệ thống chính trị ở Việt Nam. Và đó là lý do tại sao ở Việt Nam người ta không xây dựng được một nhà nước pháp quyền, một xã hội thượng tôn pháp luật. Thưa quý vị, bình luận về những hành động sai phạm của ông Nguyễn Phú Trọng trong cái việc ở lại nhiệm kỳ thứ 3 giữ chức vụ Tổng Bí Thư cũng như trong cái việc xử lý vali đô la, theo Phó Chủ tịch Văn phòng Quốc hội luật sư Trần Quốc Thuận, tức là chồng của bà Võ Thị Thắng, một người nổi tiếng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, mà có những cái bài nói chuyện chúng tôi nói về những cái nỗi ấm ức mang theo cho tới lúc chết của bà Võ Thị Thắng. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, phê phán cái nghiêm khắc cách xử lý trái pháp luật của Nguyễn Phú Trọng, bởi theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, không thể có cái chuyện xách cả một vali tiền đến hối lộ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, mà ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ đạo cho đem gói lại và mang về như thế. Rõ ràng đấy là một cái hành vi trái pháp luật, vì đã mắc tội không tố giác tội phạm. Mà nếu nhìn từ góc độ nhà nước pháp quyền hay xã hội thượng tôn pháp luật, thì điều này nó không giải thích tại sao Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ông Nguyễn Hòa Bình ngang nhiên phủ nhận trước Quốc hội là ở Việt Nam không có án oan, để rồi Nguyễn Phú Trọng tiếp tục bố trí cho Nguyễn Hòa Bình một chiếc ghế Bộ Chính trị trong khóa 13, để rồi tới đây Nguyễn Hòa Bình sẽ ngồi vào chiếc ghế Phó Thủ tướng phụ trách công tác nội chính của chính phủ Phạm Minh Chính. Trong khi đó, nhà báo Kha Lư Ngãi, cựu phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, cho biết một cái điều đáng ngạc nhiên có được giải đáp bởi luật của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đã bị chính người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng vi phạm. Còn luật của dân do dân vì dân thì nó chỉ là một cái loại luật để cai trị dân mà thôi, để người ta có thể tùy tiện xét xử dân theo các quyền cũng như lợi ích của cá nhân họ, phe nhóm họ. Cho nên theo nhà báo Kha Lư Ngãi, đó là các cái phán quyết bất minh bất chính trong vụ án Hồ Duy Hải hay liên quan tới cái vụ án tai ương của dân làng Đồng Tâm. Và chắc chắn những cái vấn đề tái thẩm hoặc giám đốc thẩm đối với các vụ án vừa kể là một cái điều hoàn toàn khó được thực hiện và đưa ra thực thi. Còn ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Hòa Bình thì vẫn nghiêm nhiên ngồi trên danh vọng và bất chấp luật lệ. Thưa quý vị, nhận xét của ông Kha Lư Ngãi, cựu phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, chắc hẳn quý vị không quên một cái vụ đàn áp khốc liệt đối với những người dân hiền lành ở làng Đồng Tâm, mà người chịu trách nhiệm phải là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, mà theo giới phân tích, những cái nhân vật vừa kể đã bất chấp cái giá phải trả, từ thí mạng ba cảnh sát, rồi một đảng viên cộng sản 54 tuổi đảng. Và điều đó nó lộ bản chất của chế độ
nó tạo ra một cái bầu không khí khủng bố trắng trong xã hội Việt Nam giữa thời bình. Và đó là lý do tại sao tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đừng để oan oan tương báo. Có lẽ tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu theo chúng tôi đã nói thay cho chúng ta, nói thay cho rất nhiều người. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, cuộc đột kích và làng Đồng Tâm là một nhát kém cắt đứt sợi dây liên hệ cuối cùng giữa nhân dân và đảng. Thưa quý vị, về các nguyên nhân sâu xa dẫn đến thảm án Đồng Tâm, đã có rất nhiều bài phân tích của chúng tôi cho rằng sẽ phải hàng chục năm nữa các cái sự thật của nó mới được phát lộ. Những cái vụ đột kích ấy có một lý do không cần che đậy, và nó để khẳng định một câu trả lời luật hà tao là luật. Đó là cách sử dụng luật pháp ở Việt Nam dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và áp dụng nguyên lý ấy, ông Nguyễn Phú Trọng được cho là muốn thể hiện cho bản dân thiên hạ biết việc ông ta ở lại nhiệm kỳ thứ ba với cái vai trò mà Nguyễn Phú Trọng tự nhận cho mình là thế tiền hành đạo. Và điều đó đã được nhà văn Phạm Thành trong một cái tác phẩm đã tố cáo kẻ độc tài trong một chế độ toàn trị có tên là Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, chưa hết, tương tự vai trò của tân thủ tướng Phạm Minh Chính cũng vậy. Nguyễn Phú Trọng đã tòa rập với Phạm Minh Chính để đưa Phạm Minh Chính thông qua một cái cuộc sát hạch tứ trụ với một cái dự án liên quan tới luật đặc khu phục vụ cho quyền lợi của Trung Nam Hải. Và thưa quý vị, ở đây có một số quý vị thắc mắc Trung Nam Hải là gì. Thưa quý vị, Trung Nam Hải đó là một cái khu trung tâm quyền lực của Trung Quốc hiện nay. Nó vốn là một cái khu vực cung đình tại kinh thành Bắc Kinh có từ hàng trăm năm nay. Khu đó có tên là Trung Nam Hải. Nó cũng tương tự như Ba Đình của Hà Nội mà thôi. Thưa quý vị, nói về cái nhân vật Phạm Minh Chính cũng vậy. Nếu những trường hợp như Phạm Minh Chính hay Nguyễn Phú Trọng, kể cả Nguyễn Hòa Bình v.v. trong một cái xã hội thượng tôn pháp luật, một nhà nước pháp quyền hay một nhà nước pháp trị, cai trị bằng luật pháp, thì những cái tên tuổi vừa kể không bao giờ có chỗ đứng. Chứ đừng nói họ trở thành các chính khách quan trọng của một cái nền kinh tế chính trị cộng sản. Thưa quý vị, Nguyễn Phú Trọng là một lỗ hổng của nền chính trị Việt Nam. Nhưng một cái điều đáng tiếc đó là Nguyễn Phú Trọng lại do ban lãnh đạo Bắc Kinh dựng lên. Và đó là lý do vì sao kể từ Đại hội 11 cho đến nay, ban lãnh đạo Bắc Kinh thông qua người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra những cái sự sắp xếp về mặt nhân sự do ban lãnh đạo Bắc Kinh chỉ đạo. Đó là lý do người ta nói kể từ năm 2011 cho đến nay, Trung Quốc là bên thắng cuộc trong các kỳ đại hội 11, 12, 13. Đó là chưa kể đến những cái kỳ đại hội mà Tổng Bí thư Lưu Đức Mạnh được Trung Quốc lựa chọn trong cương vị người đứng đầu đảng. Và đồng thời Trung Cộng cũng là kẻ đứng sau các cái chuyển động hậu đại hội 13, kể cả những cái diễn biến trước hội nghị Trung ương 3 khóa 13 cũng vậy. Bởi lẽ theo giới phân tích quốc tế, ban lãnh đạo Bắc Kinh họ nắm rất chặt hai vấn đề cốt tử của Đảng Cộng sản Hà Nội, đó là vấn đề kinh tế và vấn đề an ninh. Và các cái biến động toàn cầu ngày càng bấp bênh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với một cái sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Và điều đó rất có thể làm đứt gãy mọi kế hoạch của Việt Nam trong chính sách đu dây với hai cường quốc vừa kể. Và thưa quý vị, một cái thực trạng hiện nay không thể chối bỏ, đó là nền kinh tế của Việt Nam chúng ta đang phụ thuộc rất lớn vào cái vấn đề ngoại thương cũng như đầu tư từ bên ngoài. Đặc biệt, đó là vấn đề trao đổi hàng hóa với Trung Quốc cũng như đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam. Và cái sự phụ thuộc này, thưa quý vị, ngày càng lớn và ngày càng gia tăng. Điều này có nghĩa là có thể nó sẽ dẫn đến những cái thỏa hiệp của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội với ban lãnh đạo Bắc Kinh liên quan tới vấn đề chủ quyền biển đảo, đặc biệt là vấn đề khai thác chung trong các khu vực thuộc chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Một cái điều mới xảy ra gần đây đối với Philippines và Trung Quốc, đó là một điều cực kỳ nguy hiểm. Và cái chính sách lấn lướt dần dần của Trung Quốc mà người ta gọi là Lát Cát Salami đã thành công nếu như Việt Nam chấp nhận cho Trung Quốc khai thác chung, đặc biệt trong khu vực bãi Tư Chính. Và kèm theo điều kiện đó thì các nhà đầu tư nước ngoài về lĩnh vực
khai thác tài nguyên trên biển sẽ không được phép có mặt. Điều đó chúng tôi nói để quý vị thấy rằng khi xu hướng ngả theo Trung Cộng một cách quyết liệt và triệt để, nó là một cái vấn đề thống soái. Chứ quý vị đừng có hy vọng rằng Việt Nam sẽ đi vào một cái giai đoạn xây dựng một nhà nước pháp quyền hay xã hội thượng tôn luật pháp. Đừng có bao giờ hy vọng Việt Nam ngả vào Hoa Kỳ để chống lại Trung Quốc. Đó là những cái điều, xin lỗi quý vị, những cái sự suy nghĩ của những kẻ ngu xuẩn. Mà phải xác định, và mãi mãi xác định, Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc hoàn toàn nếu như không có những biện pháp cải cách thể chế chính trị hiện nay ở Việt Nam bằng bất kỳ con đường nào, kể cả vấn đề sử dụng bạo lực vũ trang. Thưa quý vị, nói tóm lại, công bằng mà nói, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn được đánh giá đó là một đại diện hiếm hoi của cái tầng lớp bảo thủ, của những người cộng sản trọng danh dự. Đó có lẽ là lý do tại sao họp ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 25 tháng 11 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở các tay chân cũng như đồng chí của ông, đó là chúng ta sống làm sao để đến lúc nhắm mắt xuôi tay không phải ân hận. Bởi theo Trọng, danh dự mới là điều thiêng liêng và cao quý nhất. Thậm chí ông Nguyễn Phú Trọng không hề giấu giếm, sau khi tái đắc cử chức vụ Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 sau đợt 13, tại buổi họp báo quốc tế ngày 1 tháng 2 năm 2021, Nguyễn Phú Trọng đã không ngần ngại nói bộc toạc rằng ai cũng thích tiền, nhưng danh dự mới là cái điều cao quý nhất, chết cũng không mang tiền theo được đâu. Thưa quý vị, đó là lý do tại sao dư luận xã hội cũng như giới phân tích cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ thâu tóm tất cả các quyền lực, và Nguyễn Phú Trọng đã trở thành một cái kẻ khuyên loát quyền lực ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nghĩa là Nguyễn Phú Trọng không có đối thủ, Nguyễn Phú Trọng như một độc cô cầu bại. Và đã qua rồi cái thời nhà trắng tức chính phủ vượt mặt nhà đỏ tức Trung ương Đảng, với một tương quan lực lượng giữa các phe nhóm trong đảng hiện nay, việc cạnh tranh trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái chuyện muôn thuở. Và đó là những tín hiệu cảnh báo cho thấy Nguyễn Phú Trọng nên thận trọng, cần phải tìm cách chuyển giao quyền lực. Như Nguyễn Phú Trọng đã từng thổ lộ sẽ chuyển giao quyền lực cho Tân Tổng Bí thư vào giữa nhiệm kỳ Đại hội 13, tức là vào khoảng năm 2052. Thưa quý vị, một cái vấn đề quan trọng mà chúng tôi nói với quý vị trước khi kết thúc bài nói chuyện hôm nay, đó là người ta nói trong hơn 10 năm ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì người dân Việt Nam hiện nay hầu như không có quyền lực gì. Và điều đó nó hoàn toàn trái ngược với một cái chủ trương, một nền chính trị của Việt Nam là một nền chính trị của dân, do dân và vì dân. Vậy mà Nguyễn Phú Trọng kể từ khi cầm quyền, nắm những cái quyền lực tuyệt đối trong đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã xem nhân dân là thế lực thù địch. Và đặc biệt lúc nào ông Nguyễn Phú Trọng sợ mất đảng, mất chế độ. Đó là do tại sao ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn khư khư ôm giữ quyền lực cho đảng. Được ngày nào hay ngày đó, bất luận tiền đồ của đất nước và tương lai của dân tộc. Thưa quý vị, năm 1986, Việt Nam đã vượt qua cái vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin. Dưới thời Tổng Bí thư Trường Chinh, ông Trường Chinh đã có một cái khẩu hiệu: chúng ta đổi mới hay là chết. Thì cái thời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là thà chết dân chứ nhất định không đổi mới, thà mất nước chứ không để đánh mất chế độ. Thưa quý vị, chúng tôi nói trước cái điều đó để quý vị thấy, sau khi đã mất hết niềm tin ở Ban Chấp hành Trung ương, thì có một số nhân vật người ta vẫn kỳ vọng vào cái kỳ họp Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào trung tuần tháng 7 tới đây. Và người ta hy vọng Quốc hội Việt Nam sẽ tạo ra những cái tiền lệ một cái quốc hội giám sát quyền lực của đảng và chính phủ. Nhưng rõ ràng, theo chúng tôi, các cái đại biểu quốc hội hiện nay thực ra người ta cũng là những cái công cụ của Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Bản thân họ cũng do tay ông Nguyễn Phú Trọng quyền lựa họ, chứ hoàn toàn không có chuyện bầu bán từ nhân dân. Và thưa quý vị, một cái điều nguy hiểm, những cái đại biểu quốc hội được đánh giá là đại biểu quốc hội vì dân đã bị ông Nguyễn Phú Trọng tiêu diệt, không cho tham dự cái quốc hội khóa 15. Ví dụ như đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng là một cái ví dụ điển hình. Dù rằng đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng 58 tuổi, nhưng Nguyễn Phú Trọng cho rằng
đã quá tuổi và buộc đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng phải nghỉ. Chúng tôi nói lại những điều đó để quý vị thấy rằng các đại biểu Quốc hội hiện nay trong thảo luận, quý vị thấy truyền thông nhà nước đưa ra những cái phát biểu mang tính mị dân với cái tinh thần phát biểu rất hăng hái của một số đại biểu Quốc hội. Nhưng tất cả những vấn đề đó, nó chỉ là những cái hành động cố ý, có chủ ý. Thực tế nó là những cái kịch bản để người ta che mắt dân chúng mà thôi. Chứ rõ ràng, nền chính trị Việt Nam không thể hy vọng vào cái lực lượng đại biểu Quốc hội để giám sát hoạt động của Đảng cũng như nhà nước và chính phủ. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.